chảnh dự sự kiện phương viện là một người mẫu ảnh đến từ thượng hải trước khi quen và trở thành bạn gái của quách phú thành cô chỉ là một người mẫu hạng b ít người biết đến bên cạnh đó đời tư phức tạp của phương viện cũng từng được truyền thông đề cập đến khi cặp đôi làm đám cưới vào năm 2017. sau 2 năm chung sống cặp đôi đã có với nhau hai cô con gái cuộc sống của phương viện cũng hoàn toàn thay đổi cô từ bỏ công việc người mẫu ảnh tập trung chăm sóc gia đình và kinh doanh trực tuyến cô cũng được ông xã quách phú thành yêu thương và cương chiều hết mực một nguồn tin cho biết, Thiên Vương Hồng Kông không tiếc tiền mua tặng vợ những món quà đắt tiền, đưa vợ đi du lịch nước ngoài và mua sắm tại các trung tâm thương mại. Cha mẹ của Phương Viện cũng đã chuyển tới Hồng Kông sống gần con gái, hỗ trợ cô chăm sóc hai công chúa nhỏ. Sau khi sinh con, Phương Viện cũng nhanh chóng lấy lại dáng vóc, được chồng yêu thương cưng chiều, người đẹp Thượng Hải ngày càng quyến rũ và mặn mà. Tối qua ngày mùng 3 tháng 10, Phương Viện xuất hiện tại một sự kiện ở Hồng Kông mà không có chồng bên cạnh. Bà xã của Quách Phú Thành nhanh chóng thu hút giới truyền thông nhờ thần thái hoàn hảo và gu thời trang sành điệu. Vài giờ trước đó, Phương Viện còn tất bật đón con từ trường như mọi phụ nữ có gia đình khác. Dù có một người chồng giàu có và nổi tiếng nhưng Phương Viện vẫn tranh thủ tham gia các sự kiện hay theo đuổi công việc kinh doanh cá nhân. Những đồng nghiệp của Phương Viện khen ngợi thái độ làm việc chuyên nghiệp và sự nhiệt tình của người đẹp 30 tuổi.